Easy. Thì không thể cắt cái máy đâu. Kính thưa quý vị, thấy không là Lisa đang tỉa cái máy đằng trước của Tú Quỳnh, giống như là quý vị thấy rằng là cái máy tóc của mình nhiều khi cái máy đằng trước nó dài quá, nó sẽ phủ mất cái mặt đẹp của mình đi, cho nên bây giờ mình cắt ngắn đi thì nó sẽ làm sẽ xô cái nét đẹp của khuôn mặt của mình ra. Và trước mặt Kiều Khanh đây là coi như là Lisa đang cắt, mà quý vị thấy không, quý vị vẫn có thể quý vị mua đi, nhưng mà khi mà quý vị order thì cái bộ tóc nó sẽ là cái mái tóc dài, nhưng mà quý vị có thể mang tới tiệm tóc và quý vị nói người ta cắt tóc giống như là quý vị đi cắt tóc, và người ta sẽ cắt quý vị giống như Lisa đang thực hiện bây giờ đây quý vị thấy. Quý vị thấy không là Kiều Khanh có thể đánh rối lên. Quý vị có thể đánh rối lên sẽ làm cho cái tóc quý vị nó cao hơn. Quý vị có thể chải đầu quý vị, gội đầu quý vị, làm y chang là mái tóc thật quý vị. Cho nên là quý vị không có sợ. Tại vì nhiều khi mình mua những cái loại tóc mà tóc giả đó quý vị, mà nó có nhiều chất nylon quá đó, hoặc là fiber quá, thì nó sẽ không có tự nhiên, quý vị không thể nào cắt được, tại vì nó cứng ngắc à. Cho nên quý vị không có mua được qua lại được. Còn cái này là quý vị mua được qua lại luôn, giống như là một cái mái tóc như là đang là tóc thật của quý vị, chứ quý vị không bao giờ có nghĩ là quý vị đang đội tóc giả. Quý vị thấy không, bây giờ rất rất là trẻ trung, rất là giống như bây giờ là coi như là Tú Quỳnh bây giờ không còn là người Việt Nam nữa mà quý vị ơi, mà đây là người model đại Hàn. Em bỏ hai cái đầu này ra. Em bỏ hai cái đầu này ra. Quý vị hay không, bây giờ là model rồi. Rất là đẹp. Quý vị nếu mà quý vị nào mà cảm thấy rằng là mình chán cái bộ tóc dài quá rồi, nhưng mà mình cắt thì mình tiếc quá, nhiều khi chồng mình không có cho mình cắt, thì thôi bây giờ đây là một cái cơ hội quý vị mua một bộ tóc giả quý vị, và quý vị về quý vị cũng mang đi ra tiệm quý vị cắt ngắn lên, rồi quý vị đội khi mà quý vị đi chơi với người yêu quý vị, hoặc là đi chơi với chồng với con quý vị, quý vị làm cho một cái mình cảm thấy rằng là mình khác lạ hơn. Và bây giờ cái tiếp theo là bây giờ Khanh muốn Lisa có thể cắt cái máy đằng trước cho cái người model bên kia giùm Khanh. Bây giờ chắc hẳn như thì có thể là quý vị có thể cắt đằng trước. Ví dụ bây giờ quý vị order một cái bộ tóc thì quý vị có thể cắt. Bây giờ Kiều Khanh sẽ muốn cho quý vị thấy rõ rằng là khi mà quý vị mua bộ tóc giả, tại vì cái này là tóc thật quý vị thấy không, nó rất là tự nhiên mà rất là full quý vị ơi, rất là đẹp. Thì khi mà Kiều Khanh nhìn cái mái tóc này là Kiều Khanh nói rồi, cái này là Kiều Khanh phải bắt buộc là Kiều Khanh phải mang lên đây để chia sẻ với quý vị. Tại vì đây là một cái loại tóc mà rất là tốt, rất là quý. Quý vị biết là cái tóc thật á, đâu có phải là quý vị dễ kiếm đâu. Thường thường người ta pha nhiều nylon, người ta pha nhiều. Nhưng mà bây giờ là coi như là người ta làm bằng tóc thật quý vị. Cho nên rất là công phu mà rất là tự nhiên. Thì bây giờ Lisa bắt đầu thực hiện đi hả? Cho nên đó, quý vị có thể mang cái bộ tóc giả này quý vị ra ngoài tiệm tóc và quý vị nói rằng là ok bây giờ còn có nhiều người thì không muốn cái hai cái máy đều bằng nhau thì quý vị để như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị nói là tôi muốn có đằng trước cái máy bend trước thì quý vị cứ đi cắt đằng trước, hoặc là quý vị đi cắt layer. Phần only nha, đằng trước only thôi. Quý vị có thể là quý vị cắt đằng trước lên rồi làm cho
Dạ. Cần nâng cái này lên. Quý vị thấy không, bây giờ Lisa đang cắt đằng trước mái cho model Vicky. Và quý vị thấy rõ rằng là cái mái tóc này y chang là mái tóc thật. Quý vị cứ tưởng tượng rằng là quý vị đang là tóc quý vị. Quý vị thấy không, cắt không có khó. Tại vì nó là tóc thật. Chứ nếu mà quý vị nghĩ rằng là nếu mà nó là tóc bằng nylon hoặc là bằng fiber, quý vị không có mua được như vậy đâu. Tại vì nó rất là cứng, nó không có tự nhiên. Còn bây giờ cái này nó rất là tự nhiên, nó rất là cứng và nó rất là mềm. Cho nên đó, mình có thể là mình mua, mình đeo, rồi mình muốn cắt ngắn cũng được, hoặc là mình muốn cắt hai layer hai bên cũng được, hoặc là cắt mái cũng được, thì đều là được hết. Cho nên bây giờ Kiều Khanh rất là thích cái mái tóc của Tú Quỳnh. Thích không? Dạ, yeah, đẹp quá Tú Quỳnh, đẹp quá trời, đẹp quá trời luôn á. Chị tỉa xong cái mái nhìn đẹp hơn, nhìn tự nhiên hơn, nó không bị dày nữa. Cái này quý vị, đây là custom made nha quý vị. Cái này là quý vị mua ở ngoài chắc chắn là sẽ không có. Kiều Khanh muốn nói quý vị là cái này ở ngoài nó không có bán. Cái này là do một cái công ty mà họ chuyên môn làm tóc thật thôi. Cho nên khi mà Kiều gặp cái người chủ công ty đó, Kiều Khanh nói là em rất là thích những cái mái tóc mà chị làm ra, là bởi vì nó có rất là hữu ích cho tất cả những người Việt Nam của chúng em. Là tại vì giống như là có những người bị cancer, bị bệnh, hoặc là những người mà lớn tuổi mà bây giờ tóc ít quá đi, hoặc là những người mắc côn nhiều khi tóc quá ít mà bây giờ muốn làm tóc kiểu tóc không được, tại vì tóc ít làm sao quý vị cắt được layer được, trừ khi là quý vị mái tóc nhiều thì quý vị mới làm được thôi. Nhưng mà nếu mà mái tóc ít thì quý vị có làm cỡ nào thì nó làm xẹp cái tóc xuống, xẹp lép xuống đó, thì nhìn nó rất là xấu. Cho nên bây giờ mình vẫn giữ cái mái tóc của mình, nhưng mà mình mua một bộ tóc giả. Mà quý vị nên nhớ một điều là mình xài cả đời, chứ không phải là quý vị mua xong là quý vị đeo một lần quý vị dục thùng rác. Thì Khanh không phải nói như vậy. Cái này là mua một lần mà quý vị xài cả đời. Quý vị giặt được nè, quý vị xài keo lên, quý vị xịt spray lên, quý vị nhuộm. Ví dụ bây giờ chẳng hạn mùa summer đi, thì thường thường người ta không có đi màu đen, mà người ta đi màu sáng hơn tóc, cho cái nó light hơn, cái color hơn. Quý vị mua, quý vị về quý vị nhuộm màu sáng hơn, hoặc là quý vị có thể nhuộm highlight cũng được. Nếu mà quý vị mua một bộ tóc mà chừng khoảng mấy chục đồng thôi, quý vị đâu có nhuộm được. Tại vì quý vị nhuộm là quý vị dục luôn, rồi quý vị không có thể nào mà làm tóc quăng hoặc là về chải được hết. Còn bây giờ quý vị mua về quý vị nhuộm theo kiểu ý quý vị, rồi quý vị cho summer, rồi màu sáng hơn, rồi mùa đông quý vị không thích màu sáng nữa, quý vị nhuộm lại màu tối, thì nó rất là tốt quý vị ơi. Quý vị không cần phải bỏ tốn nhiều ra tiệm cắt tóc, rồi nhiều khi cắt vừa tốn tiền mà vừa quý vị không thích nữa. Rồi nhiều khi về người yêu quý vị nói là sao anh thích em tóc dài mà, hoặc là chồng quý vị. Nhưng mà nếu mà lâu lâu quý vị xuất hiện với một tóc ngắn thì chắc chắn rằng là Kiều Khanh nghĩ rằng là cái người yêu quý vị hoặc là người chồng quý vị không có mà nói quý vị được, là bởi vì đây là một bộ tóc mà nó chỉ đội lên thôi, rồi quý vị cất qua năm này năm nọ, chứ không phải là mình dùng một lần rồi mình dục thùng rác. Và giống như đây là Lisa đang làm một cái mái tóc thứ hai mà do model Vicky đeo lên, thì quý vị thấy không, là rất là dễ thương. Quý vị thấy rõ ràng là bây giờ là một cái mái tóc rất là tự nhiên mà coi như là trẻ trung. Wow, Vicky quá đẹp luôn á. Nếu mà như là Kiều Khanh á thì chắc là Vicky ơi, quý vị, Vicky cũng phải nên mua bộ tóc này mang về luôn đó. Thì tóc như này không đẹp, bây giờ tóc này đẹp quá. Cho nên quý vị á, người ta nói là răng với tóc là gốc con người. Nếu mình có một cái mái tóc đẹp thì lúc nào cái khuôn mặt mình cũng đẹp hết. Mình có một cái hàm răng, một hàm răng đều đặn mình cười, lúc đó sẽ tôn vinh cái nét đẹp của mình lên. Cho nên hôm nay Kiều Khanh muốn giới thiệu quý vị hai bộ tóc giả mà 100% là tóc thật, hoàn toàn không có nylon, hoàn toàn không có fiber, mà quý vị có thể mua về và quý vị mang ra tiệm tóc quý vị nói là người ta cắt cho quý vị, giống như bây giờ Lisa đang cắt đây, rất là dễ thương. Bây giờ hai cái người mẫu trước mặt Kiều Khanh đây là Kiều Khanh thôi. Bây giờ quý vị nào muốn order thì quý vị gọi cho với số phone là 1-800-688-0945, 1-800-688-0945. Và chị Phương ở Connecticut hỏi rằng em thích và rất thường mặc đồ đen nên muốn được chị Kiều Khanh giúp em lời khuyên cho một vài bộ trang sức phù hợp với đồ đen em thường mặc. Thưa chị